Hôm nay là em dọn kho có rất là nhiều các mã lẻ mẫu các bác nha. Chương trình đại sale giảm giá đặc biệt cho các bác đây. Đây sẽ là những cái viên đá cắt sắt của HD này. Bình thường nếu như mà các bác ra thị trường mua một viên đá cắt sắt của HD xịn sò như này, dày dặn đẹp và chắc chắn như thế này, giá 10.000 một viên nhá. Hôm nay thì em sẽ dành tặng cho những bác nào mà mình đang may mắn theo dõi được cái video này, lên đơn cho em là 100 viên đá cắt sắt của HD, tức là sẽ là nguyên hộp luôn ạ. Nguyên hộp là 100 viên nhá. Mỗi một hộp là sẽ có 4 cái sấp như thế này. Mỗi một cái sấp này sẽ là 25 viên đá cắt sắt của HD ạ. Hôm nay là nguyên một hộp là một combo là 100 viên, giá chỉ có 250.000 thôi. 250.000 100 viên đá cắt sắt của HD như thế này cho em, xịn sò con bò như thế này, giá bằng có 1/4 giá thị trường thôi các bác ạ. Đấy, bác là ưng, bác là chốt thì mình nhanh tay nhé. Cái đợt này em dọn kho là chỉ còn có vài hộp nữa thôi, còn có mấy hộp nữa thôi. Lên này em sẽ sale bán tặng bán rẻ lốt nhá. Và đặc biệt này, hôm nay em đang ở trong một cái kho hàng rất là rộng ạ. Có rất là nhiều các mã sản phẩm hay nhá. Hôm nay hứa hẹn sẽ có nhiều các mã máy pin, máy điện và dụng cụ đồ nghề rất chi là nhiều. Các bác vào xem được video thì mỗi bác nhấn cho em một nút like và bấm cho em một nút đăng ký kênh, để tới đây là bên em có nhiều những cái chương trình sale hàng giảm giá đặc biệt. Các bác sẽ có nhu cầu máy móc thì các bác bấm nút đăng ký kênh để mình nhận được thông báo, để mình có thể được vào xem live trực tiếp sớm, để mình có thể nhiều cơ hội để mua được nhiều các mã sản phẩm hay, hữu ích và giá rẻ các bác nhá. Đấy, còn đây là cái bộ máy khoan pin đây này các bác này. Bộ máy khoan pin ngon bổ rẻ nhất thì là các bác lấy cho em cái mã máy khoan pin 12 vô như thế này. Với cái sản phẩm này khi mà các bác nhận về sẽ đầy đủ này, có một thân máy này, có hai pin này, có một sạc đi theo này. Mức giá hôm nay bán tặng kênh là 280.000 bộ máy khoan pin xịn sò như thế này. Nếu như mà bác là mình làm gia đình là xài là ok luôn này, hay là các bác mà làm thợ làm điện tử đấy, các bác ra vào ốc vít loa đài âm ly này, tivi các thứ là xài là ok, tuyệt vời luôn. Mức giá hôm nay là có 280.000 thôi, một bộ sản phẩm là theo hai pin luôn các bác ạ. Hai pin và một sạc đi theo mà giá có 280.000 nhá. Khoan pin này chốt đơn thì các bác gọi cho em là khoan 12V màu đen, giá 280.000. Tất cả các mã hôm nay em sẽ đọc tên này, báo giá cho các bác này. Đấy, các bác khi mà các bác xem được cái video này, các bác muốn mua cái mã sản phẩm nào, các bác hãy liên hệ trực tiếp nhà em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình để đặt hàng. Nhưng mà khi đặt hàng các bác nhớ đọc đúng tên máy và đúng giá tiền như nói ở trên này nhá, để các bạn nhân viên nhà em chốt đơn cho các bác, nó sẽ không bị nhầm, không bị sai mã nha. Đây, em lên tiếp là một cái đồng hồ kẹp dòng đa năng 3266 TDLGT. Cái đồng hồ này khi mà các bác nhận về nó sẽ có một cái bao vải như thế này. Đấy, có một cái bao vải như này nha. Khi mà các bác mở ra, đây, trong này sẽ là nguyên một bộ này. Ở đây thì các bác sẽ có một cái kẹp dòng này, một đôi pin này, một đôi đây. Cái này là que đo nhiệt độ này, cái này là que đo thông mạch nữa này. Đấy, nguyên bộ như thế này cho em này các bác này. Nguyên bộ như thế này nha, nguyên bộ như thế này luôn. Và cái kẹp dòng này sẽ là cái kẹp dòng đa năng 3266 TDLGT. Các bác có đầy đủ chức năng luôn. Các bác vừa có thể kẹp dòng đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng được. Đặc biệt là sẽ có cả chức năng chống đo nhầm điện nha. Khi mà các bác cắm nhầm điện trực tiếp vào đây cũng không bị chập cháy đồng hồ các bác ạ. Đấy, đây sẽ là một cái ưu điểm rất là mạnh của cái sản phẩm này. Ngoài thị trường các bác mua những cái kẹp dòng trị giá lên tới 4 triệu, 5 triệu nó cũng không có chức năng chống đo nhầm điện đâu các bác nhá. Đấy, và cái đồng hồ kẹp dòng này á, thị trường người ta bán 350-400 nghìn, nhưng mà hôm nay em sale tặng các em giá chỉ có 250.000 thôi. Nếu mà bác làm mà ưng cái mã này, chốt cái mã này thì mình nhanh tay đặt hàng cho em. Gọi cho em là kẹp dòng màu vàng, kẹp dòng màu vàng, giá cho em là 250.000 thôi các bác nha. Quá rẻ luôn. Em nói thật sự chứ mua cái này các bác cứ dùng mãi mãi luôn, bởi vì là thậm chí là các bác cắm nhầm điện trực tiếp nó còn không chập, không cháy thì làm sao mà nó hỏng được ạ. Đấy, nó sẽ có đầy đủ chức năng luôn, đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng, đo đường nước ngầm, ok thoải mái luôn cho em nhá. Đấy, khi mà sử dụng xong thì mình sẽ có một cái bao vải như thế này, các bác sẽ cất bảo quản trong cái bao vải như thế này. Đấy, xịn sò chưa. Đây, có dây đeo này để khi mà mình đi đâu mình có thể treo móc vào đâu cũng rất chi là ok luôn, và giá rẻ 250.000. Nhớ các bác gọi cho em là kẹp dòng màu vàng nhá. Bây giờ em sẽ lên tiếp một cái mã này nữa này. Ở đây thì em còn có mấy cái kho ga của Kabushi này này. Cái kho ga này nhá, về các bác sẽ lắp vào cái bình ga mini là mình sử dụng. Giá hôm nay sẽ là 150.000 em bao ship. Thì với cái kho ga này nó sẽ là cái loại mà các bác không cần phải mồi lửa mà nó sẽ tự đánh lửa luôn. Lắp bình ga mini là mình sử dụng, mình kho nóng nha. Giá là 150.000. Lên đơn các bác gọi cho em là kho ga của Kabushi này, giá 150.000 này. Còn đây là một số những cái mẫu kéo cắt cành này. Đây, kéo cắt cành là cái đợt này em sẽ có rất là nhiều mã luôn. Ví dụ như cái mẫu kéo này, đây là cái mẫu kéo bonsai Nhật này. Kéo bonsai Nhật thì là hôm nay giá cho em sẽ là
cái này sale tặng các bác là giá là 70.000 luôn đi. Đấy, cái này gọi cho em là kéo bonsai Nhật, giá là 70.000 cho em nhá. Còn đây là kéo bonsai hoa anh đào này. Kéo bonsai hoa anh đào thì sẽ đẹp sắc nét từng chi tiết như thế này. Bình thường á, người ta bán 200, 250. Hôm nay em sale tặng cảnh ở trên live sẽ là 120.000. Lê đơn gọi cho em là kéo bonsai hoa anh đào, giá 120.000. Còn đây là kéo đa lăng nhá. Cái kéo này là kéo đa lăng này. Cái này các bác lên đơn gọi cho em là kéo đa lăng cán đỏ này. Kéo đa lăng cán đỏ này, giá cho em là, cái này cũng là 70.000 luôn đi. 70.000 kéo đa lăng cán đỏ. Cái này các bác sẽ cắt được nhiều chất liệu nhá. Có thể cắt cây này, cắt dây điện này, cắt vải cũng được luôn này, giá 70.000 này. À đâu cái này. Rồi đúng rồi. Cái này bình thường là giá nó hơn 100.000 thôi, nhưng mà cái đợt này em sale tặng các bác giá 70.000. Lê đơn gọi cho em là kéo đa lăng cán đỏ này, giá 70.000 cho em này. Còn đây thì sẽ là những cái súng bắn nhiệt độ nhá. Súng bắn nhiệt độ này. Đấy, với mức giá 250 cho em này. Súng bắn nhiệt độ là giá 250. Sẽ có theo một cái đôi pin như thế này nhá. Và cái bộ này là cái bộ điều khiển từ xa. Đây là cái bộ điều khiển tắt mở motor từ xa này. Cái này thì hôm nay em cũng sale tặng các bác là giá cho em sẽ là 250 nhá. 250 cái bộ này. Lê đơn gọi cho em là bộ điều khiển tắt mở motor từ xa, giá 250. Nó sẽ có một cái bảng điều khiển như thế này. Đấy, đây. Và các bác sẽ lắp đặt giống như ở trên này, sẽ có những cái hướng dẫn sử dụng ở đây. Mình sẽ lắp đặt để tắt mở motor từ xa. Đấy, cái này thì sẽ theo một cái điều khiển 50m, tức là các bác điều khiển tắt mở motor từ xa cái khoảng cách 50m. Nếu như mà các bác muốn sử dụng cái khoảng cách xa hơn, ví dụ như là 300m hay là 500m, thì mình cũng có thể mua thêm cái điều khiển lẻ bên ngoài, trong đó mình lắp vào. Đấy, lên đơn mã này thì các bác gọi cho em là bộ điều khiển từ xa nhé, giá cho em là 250 này. Tiếp theo sẽ là cái bộ khẩu 11 chi tiết này. Đây là cái bộ khẩu 11 chi tiết. Cái bộ khẩu 11 chi tiết này thì các bác nhận về là nguyên một combo như thế này. Có 9 cái khẩu bu lông 1/2, từ khẩu 8 cho đến khẩu 24 như này. Có một cái lối dài và một cái chồng ở tay tự động nhá. Cái này thì chất liệu rất là đẹp. Chất liệu rất chi là đẹp luôn, bao bền, bao đẹp, bao rẻ cho tất cả các bác này. Giá hôm nay sẽ là 180.000 nhá. 180.000 em bao ship này. Chốt đơn cái mã này thì các bác nhớ lên đơn này, đặt hàng các bác gọi cho em là bộ khẩu 11 chi tiết này, giá 180.000 này, em bao ship này. Bây giờ em sẽ giới thiệu các bác một cái mã máy như này. Hôm nay là em còn sót một cái bộ máy khoan bi của Macan. Đây này, khoan bi của Macan hàng chính hãng như thế này. Cái mã này á, là mã khoan bi 5 cell nha các bác nha. Khoan bi 5 cell. Đây, cái bộ sản phẩm này các bác nhận về là nguyên hộp này. Đó, đây. Trong nguyên một hộp thì là các bác nhận là sẽ đầy đủ như thế này này. Đấy, có một thân máy, hai pin một sạc. Đấy, một pin ở lắp trong máy này, một pin dự phòng đây nha, và một cái sạc đây nữa. Phụ kiện đây này, hơn 20 chi tiết mũi khoan vít đi kèm luôn. Tức là cái bộ sản phẩm này các bác nhận về được trang bị đầy đủ chi tiết phụ kiện mũi khoan vít rất chi là nhiều luôn. Máy thì sẽ có 3 chức năng, có chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa để trợ khoan đường. Cái này đầu kẹp 10 ly, sử dụng motor chổi than rất chi là mạnh mẽ luôn. Một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này, trang bị cho các bác đầy đủ phụ kiện từ A đến Z này và đầy đủ chức năng này, có cả chức năng búa khoan đường luôn. Mà hôm nay với mức giá có bao nhiêu? Với mức giá cho em sẽ là bao nhiêu ạ? Bình thường nhá, bình thường cái bộ sản phẩm này với mức giá là 650, nhưng ngày hôm nay đấy, trên live là em còn duy nhất một bộ thôi, chốt được cho một bác là nhanh nhất. Đấy thì là mình sẽ chốt đơn được mã này. Các bác gọi cho em là khoan bi Macan 5 cell lại có thai nhá. Giá xe tại cây là 550.000 một bộ. Đấy, bình thường giá bán là 650, hôm nay em còn sót một bộ em xả giá lỗ luôn. Xả giá lỗ luôn này, em tính giá 550.000. Và em có một cái mã như này nữa. Cái này là của Macan nhá. Và em có cả cái đâu nhỉ? Để em kiếm cho các bác xem, em có cả cái bộ máy của Mazda ấy ạ. Cái đợt này là em còn mấy cái bộ, tức là cũng giống như thế này, nhưng mà nó là của hãng Mazda. Đấy, hãng Mazda là như này, nhưng không mang ở đây rồi sao? Đây. Đây cái mã này. Đấy, đây là của Mazda đây này. Mazda như này. Đấy. Bộ Mazda thì hôm nay sẽ có mức giá ưu đãi hơn. Đấy, tức là cái chức năng này và cái phụ kiện của nó sẽ giống Macan, nhưng mà nó sẽ khác hãng. Cái màu xanh này này là của hãng Mazda, và Mazda thì nó sẽ có nhiều mẫu nhé, nhiều, tức là nó sẽ là một cái mẫu máy này nhưng mà nó sẽ có nhiều màu. Cái Macan thì nó chỉ có một màu duy nhất thôi, nhưng mà cái Mazda này thì các bác mua nó sẽ có cái màu này là màu xanh than, hay là có cả màu xanh lá, có cả màu vàng nữa. Đấy, thì em sẽ gửi màu bất kỳ, nhưng mà cái đợt này đa số là còn cái màu xanh than như thế này. Thì nếu mà chốt đơn cái mã này, các bác gọi cho em là khoan bi Mazda pin 5 cell. Đấy, giá mới có 399.000 thôi. Cái này nó y hệt cái Macan
macan luôn nhá, y hệt cái macan, tức là cái chức năng này và cái phụ kiện đi theo là nó y hệt như cái macan vừa giới thiệu, chỉ có điều là khác hãng. Thì cái hãng này là của hãng Mazda đấy. Hãng Mazda thì cái đợt này em đang ôm lô thanh lý của công ty, nó có một lô nó có khoảng tầm độ hơn chục bộ nhá, có khoảng tầm độ hơn chục bộ thôi, cái số lượng thì nó cũng không có nhiều đâu, nên là bác nào ưng cái mã này, chốt cái mã này thì các bác nhớ đọc đúng mã cho em đấy. Cái này các bác gọi cho em là khoan pin Mazda pin 5 cell nhá, giá cho em là 399.000 này. Đấy, 399.000. Và em có cả cái thân máy như thế này. Đấy, có cả cái thân máy bê tông như thế này. Hôm nay nếu mà bác làm một chốt cái thân máy bê tông này này, bê tông, thân máy bê tông pin màu xanh này, giá là 550.000. Cái thân máy bê tông pin màu xanh này này là của hãng Mazda luôn này, nhưng mà cái đợt này nha, các bác mua được cái mã này giá cực rẻ luôn. Bây giờ em sẽ thử pin cho các bác xem nhá. Cái này sẽ là hàng chơi pin phổ thông này. Ở nhà mà các bác có những cái cối pin như thế này này. Đây, các bác mà có sẵn những cái khối pin mà chân pin thông dụng như thế này thì các bác sẽ lắp vào đây. Đây, lắp vào đây là mình sử dụng xem này. Đó. Rất chi là mạnh luôn, bao xà cho tất cả các bác thợ làm công trình luôn. Cái này các bác chốt đơn thì các bác gọi cho em là thân máy bê tông pin loại màu xanh nhá. Mức giá hôm nay là em xem tặng tay là có 550.000 cái thân máy này thôi. Bình thường nếu như mà ra thị trường cái thân máy như này này, cách mua nó toàn 750-800.000 thôi. Hôm nay thì trên live của nhà em thì các anh sẽ mua được cái mức giá rất chi là ưu đãi luôn. Đấy, với mức giá em bán tặng ngày hôm nay là có 550.000 thôi. Số lượng còn có mấy cái nữa thôi nhá. Đấy, đây là giá, này là giá chưa có pin. Nếu mà anh nào muốn dùng chọn bộ thì mình có thể mua cái thân máy như thế này, sau đó là mình mua thêm pin với sạc là mình ghép chung vào để mình sẽ ghép vào cho thành nguyên bộ, là mình xài nguyên bộ. Còn như thế này là thân máy này, thân máy bê tông pin màu xanh này, giá cho em là 550.000 này. Và em sẽ giới thiệu anh thêm một cái mã như thế này. Đây là cái bộ máy bu lông xanh nhá. Bu lông xanh này thì một bộ nó sẽ có theo hai khối pin 10 cell nha. Đây, có ba đèn led này. Cái này nó sẽ là đầu bu lông 1/2, đầu rỗng ở dưới như này, có lỗ lục giác này, tiêm vít tiêm tôn thoải mái. Nếu như mà bác nào mà sử dụng cái mã này, hôm nay thì các bác lên đơn gọi cho em là máy bu lông xanh. Bu lông xanh thì hôm nay với mức giá là có 650.000 bộ thôi, hỗ trợ bao ship tận nhà luôn cho em nhá. Đấy, nhận hàng là các bác được kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, chốt đơn thì cứ gọi cho em là bu lông xanh, giá 650.000 này. Em có cả máy bu lông xám này. Đấy, đây, mã này là mã bu lông xám này. Đây, bu lông xám này. Và có cả khoan pin 10 vali nữa này. Đó, nếu mà hôm nay bác làm một chút bu lông xám nha. Bu lông xám nay giá 599.000 thôi này, bao ship tận nhà luôn. Bu lông xám thì sẽ là một bộ máy bu lông pin mà sẽ đáp ứng đủ 3 tiêu chí hàng hoàn bộ và rẻ nhất luôn. Đó, cái này được giết là 330 tô và cũng là đầu 1/2, đầu rộng như thế này, được chỉ có 2 tốc. Giá 599.000 thôi, bao ship tận nhà luôn. Còn đây là bộ khoan pin 13 ly. Khoan pin 13 ly màu xanh này này thì giá hôm nay là 799.000 này, 799.000. Bao ship cho các bác luôn. Đấy, có 3 chức năng như thế này, có búa khoan tường này. Đó, con máy này sử dụng motor từ không chủ thao và chuẩn bị thông dụng nha. Giá 799.000 thôi. Cho đơn mã này thì các bác gọi cho là khoan pin 13 ly màu xanh. Cái này nó sẽ là hàng đa chức năng này. Các bác sử dụng bán tôn, bán vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cho em đều được. Giá 799.000 nha. Và em giới thiệu thêm các bác là đây sẽ là một cái con máy đục 17 ly. Đây là máy đục 17 ly đây này các bác này. Đây là máy đục 17 ly. Máy đục 17 ly thì cái này là hàng chính hãng của Kenmax cho em nhá. Đây, hàng chính hãng của Kenmax như thế này. Đó. Cái này là logo dập lủi luôn này. Các bác nhìn cho em nhá, cái con đục 17 ly này thì ở đây nó sẽ có đây này. Nó sẽ có cái bốn cái con ốc ở bốn bên như này nhá. Nó sẽ là cái hàng bắt ốc. Đấy, cái này nó là hàng bắt ốc cho nên là khi mà các bác sử dụng ấy nó rất chi là bền. Nó sẽ không giống như là một số những cái mẫu đục mà các bác mua ngoài thị trường, cái loại xoáy gen là mình sử dụng một thời gian ngắn là nó hay bị chuột gen. Đấy, cái này thì nó sẽ là hàng bắt ốc cho nên là các bác dùng thì nó rất chi là bền luôn. Công suất của máy thì rất là mạnh nhá. Đây để em đọc thông số cho các bác này. Công suất là 1600W, vòng tua là 2900 vòng trên 1 phút và trọng lượng của máy sẽ là 6kg. Cái này hàng chính hãng của công ty. Đấy, cái này em còn có vài chiếc nữa thôi. Xeo tặng canh luôn, giá là 1.100.000. Cái này lê đơ canh gọi cho em là máy đục 17 ly của Kenmax, giá 1.100.000 các bác nha. Đấy, cái này sẽ đi theo được tặng hai mũi đục, một mũi nhọn, mũi bằng luôn đấy. Đấy, cái giá này, máy 17 ly, đục 17 ly mà các bác mua được cái giá rẻ hơn cả đục 14 ly nha các bác. Nào, bác nào chốt thì mình chỉ cần nhanh tay là có đơn thôi. Cái này còn số lượng ít cho nên là các bác nhanh tay khẩn trương cho em này. Bây giờ em sẽ lên tiếp một cái mã này. Đây, một cái con máy hàn siêu mini mà sẽ đáp ứng đủ 3 tiêu chí ngon bổ rẻ cho các bác luôn. Các bác nhìn này, cái máy này thì nó nhỏ gọn nhá. Cái chiều dài là 20cm này, chiều cao 15cm này, chiều rộng là 10cm này. Có tay xách như thế này. Đây là cái mặt trước của máy này, mặt sau của máy này.
Đấy, mặt sau là có quạt nắm mát và có công tắc tắt mở nha. Mã này có model là ARC200F, hàng chính hãng của Kenmax này. Hôm nay một bộ sản phẩm đầy đủ, sẽ có dây hàng kịp hàng kẹp mát luôn này. Mức giá cho em sẽ là 899.000 thôi. Đấy, được bảo hành 1 năm trên toàn quốc nha. Các bác cứ hàng quê 20 cho em thoải mái này. Đây này các bác nhìn này. Cái này nó sẽ là hàng logo dập lỗ như thế này luôn. Đấy, logo dập lỗ như này, chính hãng của Kenmax luôn nha. Chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là máy hàn Kenmax này. Đấy, giá là 899.000 thôi nha. Áo điều hòa đợt này em còn có vài mẫu nữa là hết luôn các bác nha. Đây là cái bộ áo màu xám này, đây là màu xanh lính này, đó, và đây là màu giàn di này các bác. Hôm nay em sẽ còn có 3 màu và có đủ size từ 50kg cho đến 80kg nha. Khi mà các bác chốt áo điều hòa của bên em thì giá thì thật sự bằng một nửa giá so với ngoài thị trường các bác mua thôi. Một bộ thì sẽ đi theo là có một chiếc áo và một bộ điện như thế này cho em ạ. Đấy, đây là bộ điện đây này các bác này. Bộ điện này thì sẽ gồm có một quả pin này, hai cái quạt. Cái pin này là pin siêu to, pin dung lượng lớn nhá. Quạt thì sẽ là quạt không chổi than, giá rất chỉ là tiết kiệm pin và siêu mát luôn. Quạt siêu to như thế này các bạn. Có thêm là một cái củ sạc pin này và một cái dây kết nối như thế này nhá. Đấy, khi mà các bác mua về thì là các bác sẽ lắp lại như này cho em này. Đây. Với chiếc áo như thế này thì các bác sẽ lắp này. Áo thì bao giờ cũng có cái phần nắp quạt ở phía sau lưng nhá. Đấy, các bác lắp quạt ở phía sau lưng áo này. Lắp cho em hai chiếc quạt vào. Sau đó là mình sẽ sử dụng cái quả pin lấy cái dây kết nối để đấu vào để khởi động cho hai chiếc quạt nó thổi gió. Đấy, là các bác bật nguồn ở đây. Đấy, bật nguồn đây nha. Bật nguồn đây. Khi mà quạt nó hoạt động lên này thì các bác bật lên này. Đấy, sẽ điều chỉnh 4 tốc độ gió luôn nha. 1 2 3 này, 4 này. Đấy, các bác điều chỉnh tốc độ gió phù hợp, sau đó là mình sẽ giấu cái quả pin vào túi áo này này. Đó. Và đặc biệt này các bác nhìn này, cái áo của bên em là cái chất liệu rất chi là đẹp nha. Bây giờ em sẽ mặc thử cho các bác nhà mình xem cái chiếc áo màu giàn di như này. Em đã khởi động quạt lên rồi, hai chiếc quạt là đang thổi gió. Đấy, cứ như thế này thôi là các bác mặc lên là mát cả ngày luôn cho em. Mặc là mát cả ngày luôn cho em. Đấy, cái mẫu áo này các bác nhìn này. Đấy, áo là sẽ là của áo sơ mi như này nha. Các bác sẽ kéo khóa này. Cái này nó sẽ có cái phần kéo khóa đây ạ. Áo thì là có khóa kéo này, cổ áo là của áo sơ mi này. Đấy, rất chi là mát luôn nha các bác nha. Đấy, đây của áo sơ mi như thế này. Đó, có túi ngực này, có túi ngực hai bên nhá. Túi ngực này thì sẽ có cái cúc bấm để các bác có thể sử dụng đi làm được tiền, được điện thoại được. Đấy, mặc là cái áo nó sẽ thổi là phồng căng đét như thế này luôn cho em. Áo này các bác mặc càng rộng càng mát. Đấy, các bác nhìn phía sau lưng áo này. Đấy, gió nó sẽ thổi như thế này nhá. Đấy, thổi phồng căng đét luôn cho em này. Cái này thì sẽ mát lên tận mặt luôn. Đấy, nếu như mà các bác mà tốc lên như thế này này thì cái gió của nó sẽ thổi bay lên tận mặt luôn cho em. Đó, rất là xịn sò luôn các bác ạ. Đây nha, em sẽ quay sát cho các bác nhìn cái chất liệu áo. Áo bên em thì nói chung là loại xịn nhất, đẹp nhất, ok nhất, và giá thì bao giá toàn thị trường cho các bác. Đây, cái quả pin em biết rút trong túi áo này này. Khi mà sử dụng xong thì mình sẽ tắt pin ở đây. Đấy, cái phần này nó sẽ là cái phần khởi động cho máy chạy này và tắt máy ở đây nha. Hôm nay là bác làm mà mua nguyên bộ áo điều hòa như này này. Một bộ áo thì sẽ có là một chiếc áo và một cái bộ điện như này đi kèm. Đấy, nguyên một combo thì sẽ là như thế này. Là giá em sẽ tặng canh hôm nay là có 650 thôi. 650 thôi. Thị trường người ta bán 1 triệu, 1 triệu 2, thậm chí 1 triệu rưỡi, 1 triệu 7 nha. Hôm nay là em sẽ tặng 650, số lượng còn có vài chiếc nữa thôi. Nên là các bác nhanh tay. Cái hàng này là hàng chuẩn xịn loại 1, em phải đặt hàng mấy tháng nó mới có hàng một lần đấy ạ. Đó, cho nên là bác nào ưng một cái thì mình đặt hàng sớm, không phải nói hết hàng mình phải đợi phải mấy tháng sau mới có hàng cơ. Đấy, giá có 650 một bộ nha. Nếu mà bác làm mua một bộ nguyên rồi, các bác muốn mua thêm một cái áo lẻ như thế này nữa để về lay may mặc thay đổi giặt áo thì cái áo lẻ là giá là 250 cho em. Bác nào chốt thì mình nhanh tay đặt hàng lên đơn, nhớ đọc ứng mã cho em là áo điều hòa. Đây là cái chất liệu áo bên em nó rất chi là mềm mịn mát, thấm hút mồ hôi, hàng hai lớp nha, có lớp lót lưới như thế này phía sau lưng này, các bác mặc rất chi là thoáng. Đấy, rất là thoáng, khí siêu mát luôn cho em. Cái chất liệu vải nó đẹp lắm. Cái vải em không phát hiện ra là vải gì nhưng mà nó rất chi là đẹp. Đấy, vò thoải mái luôn cho em. Cái này các bác giặt tay này, giặt máy thoải mái, không bay không xù, không có giống như những cái loại hàng kém chất lượng mà các bác mua ngoài thị trường á. Cái loại vải xấu mình mặc một thời gian ngắn là nó hay bị xù lông, nó xồm lên, nó rất chi là xấu. Cái này bên em là bao xà cho các bác luôn nha, giặt tay giặt máy thoải mái, không bay không xù. Đây các bác nhìn rõ cái chất liệu này. Đây. Chất liệu mềm mịn mát này, thấm hút mồ hôi cực kỳ luôn cho em. Số lượng em còn ít nha, nên là bác nào ưng, bác nào chốt thì mình nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn nha.
hôm nay bên em lại về kho rất chi là nhiều lõi lọc nước đa năng các bác nha. Một cái mã sản phẩm mà các bác đã quan tâm và hỏi em rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác nhà mình hai mẫu nha. Đây các bác tham khảo cho em này. Cái mẫu bên này sẽ là mẫu quả đa năng và bên này thì sẽ là mẫu quả lọc nước của Aqua các bác nhá. Thì với bình thường các bác có thể sử dụng cái mẫu bộ 3 quả hoặc là bộ 4 quả như thế này. Với cái mẫu đa năng như thế này này thì sẽ đây là bộ 4 quả các bác nhá. Đây là quả số 1 này, quả số 2 và quả số 3. Bác nào mà chốt bộ 3 quả như thế này thì giá hôm nay chỉ có 100 ngàn thôi là được bao ship luôn. Còn cái quả số 4 là quả RO này thì giá là 200 nghìn. Nhưng mà nếu bác nào mà đi bộ 4 quả luôn thì em sẽ giảm giá xuống, nó chỉ còn có 280 ngàn thôi. 280 nghìn thì sẽ là 4 quả, còn 3 quả thì sẽ là 100 ngàn nhá. Còn cao cấp hơn thì là các bác lấy sang của Aqua nhé. Aqua thì em cũng có bộ 3 quả hoặc 4 quả. Đây là quả số 1, số 2 và số 3 của Aqua. Đấy, Aqua bộ 3 quả thì sẽ là giá 150. Còn nếu như mà Aqua và các bác đi thêm 4 quả như thế này này, các bác cộng thêm cái quả số 4 vào thì các bác cộng thêm là 180 nữa vào cho em. Còn nếu mà các bác mà không mua quả số 1, số 2, số 3, chỉ mua quả số 4 thôi thì giá của nó sẽ là 200.000 nhá. Lên đơn cho em này, những cái lõi lọc nước này này, từ lõi đa năng này cho đến lõi Aqua nó sẽ đều lắp vừa được cho nhau. Đấy, các bác về có thể lắp được tất cả các loại máy lọc nước trên thị trường, từ máy Aqua cho đến Kangaroo hay là Carofi là các bác vẫn cứ lắp vừa. Và cái đợt này thì em sẽ về kho một cái số lượng cực kỳ là nhiều, với mức giá là ưu đãi đấy ạ. Mức giá này là mức giá em giao sỉ nhá. Nhưng mà ngày hôm nay thì tất cả các bác đang may mắn theo dõi được cái video này thì mình có cơ hội để có thể mua lẻ mà được tính tiền với giá sỉ các bác nhá. Với cái sản phẩm này thì em giao sỉ cho các bác thợ rất chi là nhiều. Đấy, và hôm nay thì em có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt như thế này, cho nên là các bác mà đang may mắn theo dõi được cái video này thì mình có thể nhanh tay đặt hàng sớm. Mình lên đơn cho em loại lọc nước nhá, loại 3 quả lọc hoặc là 4 quả lọc như thế này, mức giá siêu rẻ luôn, bao giá toàn thị trường cho tất cả các bác nhà mình nhá. Các bác chỉ cần nhanh tay khẩn trương mình có đơn nhá. Khoan pin mẫu mới cực đẹp nha, một cái mã sản phẩm mà hôm nay bên em mới về, một cái mã sản phẩm để phục vụ cho tất cả các bác thợ chuyên nghiệp. Với một bộ khoan pin đầu kẹp 13 ly auto lock các bác nha. Đấy, đầu kim loại 10 ly này, thiết kế máy thì rất chi là nhỏ gọn. Và với cái bộ sản phẩm này các bác nhận và lại bao gồm sẽ có một thân máy, 2 pin và một sạc nhá. Pin sẽ là pin châu và pin 10 cell cho pin thông dụng luôn. Sạc thì sẽ là sạc bàn đi theo này. Máy thì sẽ sử dụng là motor từ 0 thử than. Đây sẽ là cái con máy khoan có hai chức năng sử dụng, chức năng khoan và chức năng bắn vít. Hàng nguyên hộp cho em nhá. Rất chi là khỏe khoắn này, đẹp cực kỳ luôn này, mẫu mã đẹp và giá thành thì rất chi là phải chăng hợp lý. Hôm nay thì em sẽ tri ân tương tác cho các bác với mức giá 650 ngàn đồng cho một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Em sẽ hỗ trợ bao phí ship nha, hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc cho các anh. Chốt đơn mã này thì các anh gọi cho em là khoan pin 10 ly không chổi than. Các bác gọi cho em là bộ khoan pin 10 ly không chổi than. Đó, cái này thì các bác gọi như nào cho nó chuẩn nhỉ. Đây, các bác gọi cho em là bộ khoan pin 10 ly không chổi than, pin 10 cell nhé. Đấy, các bác gọi cho nó loại pin 10 cell, bởi vì nó có cả loại pin 5 cell. Cái mẫu này là mẫu pin 10 cell, nó là mẫu pin to, pin châu, mà giá rẻ 650.000 chọn bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Bên em sẽ hỗ trợ bao ship về tận nhà cho các anh luôn. Chốt đơn các anh cứ đọc đúng mã cho em nhé. Gọi cho em là khoan pin 10 ly không chổi than, loại pin 10 cell. Đấy, gọi cho em là chọn bộ khoan pin 10 cell, loại không chổi than và theo hai pin 10 cell. Mức giá em bán tặng canh chỉ có 650.000, cho nên là các anh nhanh tay. Cái máy này thì sẽ phục vụ cho các anh làm thợ thuyền, làm công trình thoải mái luôn. Lấy những anh em thợ này làm những cái công việc lặng nhọc này, cần máy khỏe nhá, khỏe máy bền pin, nhưng mà yêu cầu máy nhỏ gọn nhẹ nhàng để cho các anh làm không bị mỏi tay, thì các anh có thể tham khảo và sở hữu ngay cho em cái mã sản phẩm này. Hàng cao cấp và với mức giá hôm nay thì cực kỳ là ưu đãi, nên là các anh mình nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn mã này nha. Một mã sản phẩm với mức giá cực hời để dành tặng cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Hôm nay thì em sẽ đại sale cho các bác nhà mình cái lô bộ máy khoan gia đình các bác nha. Hàng chính hãng của Drama các bác ạ. Hàng công ty hàng chính hãng và ngày thật sự luôn. Ngày hôm nay các bác mua được cái giá rẻ hơn cả những cái con máy hàng chợ mà khi các bác mua ngoài thị trường nhá. Với cái bộ sản phẩm này thì sẽ trang bị cho các bác nhà mình đầy đủ hết, từ A đến Z, không thiếu bất cứ một cái thứ gì. Đấy, hôm nay là đang có cái chương trình sale giá tặng như thế này. Với những cái mức giá hời như thế này thì các bác đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này, thì mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại phần tiêu đề để mình có thể mua được một bộ máy khoan gia đình. Phải nói rằng là đáp ứng đủ 3 tiêu chí, hàng ngon, bổ và rẻ nhất vị Bắc Bộ cho em. Nào các bác nhìn cho em này,
cùng em đi xem đầy đủ những cái bộ sản phẩm này sẽ bao gồm những cái gì các bác nha. Khi mà các bác nhận về sẽ là một bộ máy khoan đầy đủ nguyên hộp như thế này nha. Trong này sẽ là có một khoan và một tay cầm. Máy thì sẽ là đầu 13 ly các bác ạ. Bộ máy khoan đầu kẹp 13 ly, đầu mang danh sắt và có khóa mở đi kèm cho các bác nhà mình luôn nha. Đây có cả cái khóa mở mũi như này đi theo. Máy thì là sẽ xài là điện trực tiếp 220V các bác ạ. Đấy, con này khoan đầu 13 ly nha. Khoan đầu 13 ly. Công suất cực đại này các bác ơi, 1200W. Máy xài điện trực tiếp 220V. Hàng cực ngon và giá thì hôm nay là sẽ sale, giảm giá sập sàn cho tất cả các bác. Trang bị đầy đủ từ A đến Z, không thiếu một cái gì. Đây, ở đây thì các bác sẽ có là một cái búa đóng đinh này, một cái kìm này, một cái mỏ led này. Đấy, kèm thêm sẽ là một cái bút điện như thế này. Và ở đây thì các bác nhìn cho em, sẽ có một cái thước đo ly nha. Và một cái dây khẩu, dây đầu khẩu như thế này. Tiếp theo thì bên trong này thì vẫn còn rất là nhiều. Một con dao dọc giấy, có cả một cuộn băng dính cách điện như này cho các bác nha. Và một cái thước dây này. Đấy, một cái thước đo dây như này cho các bác. Kèm thêm là những cái đầu mũi khoan, mũi tôn, mũi vít. À, cái này thì không có mũi tôn nhưng mà nó sẽ có mũi vít và những cái đầu lối các bác nha. Phụ kiện đi theo còn có một cái tô vít 4 cạnh, một cái tô vít 2 cạnh và một cái đầu khẩu như thế này. Đó, rất chi là xịn sò luôn các bác ạ. Hàng chính hãng của Dorama cho em. Với con khoan này thì sẽ có chức năng búa luôn ạ. Trên máy là sẽ có chức năng búa để hỗ trợ khoan tuổi như này cho các bác. Nếu như mà các bác mua về để mình làm gia đình thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Sẽ làm được mọi việc trong nhà vì máy có chức năng búa để khoan đường. Và trang bị cho các bác đầy đủ những cái bộ phụ kiện như thế này. Các bác sẽ làm được tất cả mọi việc trong nhà. Anh em có thể mua về, tham khảo mua về làm gia đình, hay là anh em thợ thuyền cũng vẫn rất là ok và chất lượng. Hàng chính hãng của Dorama cho em. Ngày hôm nay nếu bác nào mà có nhu cầu một chút đơn cái mã sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng, gọi cho em đúng mã sản phẩm nhé. Gọi cho em là máy khoan điện 13 ly của Dorama, loại có phụ kiện nhiều. Và mức giá ngày hôm nay em bán tặng gửi tới tay tất cả các bác khách hàng chỉ với mức giá là 450.000 đồng thôi ạ. 450.000 đồng mà các bác có thể tham khảo và mua được một bộ máy khoan gia đình đầy đủ phụ kiện, đầy đủ đa di lăng như thế này. Hàng ngon, bộ rẻ nhất các bác nhá. Số lượng em có khoảng tầm vài chục bộ thôi. Cho nên là bác nào mình đang có nhu cầu, đang quan tâm cái thì mình hãy nhanh tay đặt hàng. Hôm nay em có một ít máy mài chỉnh tóc nha, thương hiệu chính hãng của Huka đấy, em sẽ sell cho các bác này. Cái mẫu này nó sẽ là hàng model mới đấy các bác ạ. Máy thì rất chi là đẹp luôn. Đây sẽ điều chỉnh là 7 tốc độ luôn các bác nhá. Thường những cái hàng máy chỉnh tốc ngoài thị trường các bác mua nó sẽ là điều chỉnh 6 tốc độ. Nhưng mà con này cái đợt này ra mẫu mới này là điều chỉnh 7 tốc độ nhanh chậm luôn. Và hàng công suất cực đại là 950W, thương hiệu chính hãng của Huka các bác ạ. Đấy, sản phẩm này thì sẽ đầy đủ này, tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi đây. Máy là máy một tấc và thiết kế chuôi dài, công tắc bóp máy cực kỳ là đẹp luôn cho em. Đấy, hôm nay thì em sale giá bán tặng các bác chỉ có 450k thôi. Nó có mấy thùng thôi nhá, có vài chục bộ thôi các bác. Đấy, cho nên là bác là chốt thì mình nhanh tay này. Đặt hàng nhớ đọc cho em là máy mài chỉnh tốc của Hukan. Máy này sẽ xài điện trực tiếp 220V các bác nhá. Đấy, giá chỉ có 450.000 thôi, giá gọi là giá siêu hời cho em luôn. Còn với những cái hàng máy chỉnh tốc này, cái đợt này em về có cả cái hàng của Marula đây. Đây, hàng thương hiệu chính hãng của Marula thì nó có với cái số lượng nhiều và đang có cái chương trình sale giá rất là tốt cho các bác nhá. Đấy, thương hiệu của Marula, máy mài chỉnh tốc chuôi dài như thế này. Đây, cái này thì cũng là một cái con máy chuôi dài công tắc bóp và logo dập lỗ như thế này. Chổi than ở bên ngoài, lay mai các bác tự thay than rất là dễ. Con này thì sẽ điều chỉnh là 6 tốc độ nhanh chậm các bác. Và phụ kiện đây nguyên hộp này. Trong hộp này nó sẽ có phụ kiện cho các bác nhá. Tay cầm, tay mở là ốp bảo vệ lưỡi là sẽ có đầy đủ như thế này luôn này các bác này. Đấy. Và hôm nay thì với mức giá em bán nặng là chỉ có 399.000 thôi. Cái này chốt thì các bác gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Marula nha. Giá chỉ có 399k thôi. Giá rất là rẻ và em sẽ hỗ trợ miễn phí ship các bác. Số lượng là không giới hạn luôn. Đấy, em về một cái số lượng cực lớn. Cho nên là cái mức giá sẽ là mức giá cạnh tranh nhất, rẻ nhất để em gửi tặng các bác. Và đây cũng là một cái mã sản phẩm em chi ân bán tặng nữa. Cho nên là các bác chỉ cần nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn nha. Đấy, và cái đợt này em về có nhiều những cái mã thân đèn giá rất là hời luôn cho các bác này. Đấy, thân đèn và kính hàn điện tử đây. Kính hàn điện tử là giá có 150 thôi các bác. Mẫu mã đẹp như thế này. Đấy, kính hàn điện tử là 150 là em bao ship các bác này. Còn nếu mà các bác lấy mũ hàn nhá, mũ hàn thì sẽ là 350 cho em.
Đây, mũ hàn này, mũ hàn điện tử có nút chỉnh này. Mũ hàn là 350, còn kính hàn là 150 thôi. Còn với những cái đèn led này này, cái đợt này em về những cái đèn led của Hucan, chân pin phổ thông các bác nha. Có cổng USB sạc điện thoại được này. Đèn led của Hucan loại 16 bóng hôm nay em sẽ sale các bác giá 195.000. Còn đèn led mà sáng hơn các bác có thể lấy cái loại 48 bóng giá là 330, hoặc là loại 84 bóng thì giá của nó sẽ là 380. Đấy, ngoài những cái thân đèn led ra thì các bác có thể mua những cái thân đèn chiếu xa nha. Thân đèn led các bác có thể mua của Hucan, hoặc là mua cái thân đèn màu đen này này. Cái thân đèn màu đen này, cái đợt này em sale các bác giá sẽ là 150 thôi. Đấy, thân đèn màu đen thì các bác không sạc điện thoại được nhá. Giá sẽ là 150 một cái thân đèn màu đen này. Thiết kế là chân pin phổ thông này. Những cái máy bắt ruồi này hôm nay em sale các bác giá là 170 này. Đây, máy bắt ruồi là 170 cho em. Đấy, cái này bác nào nhà có nhiều ruồi ấy thì các bác có thể sở hữu những cái máy bắt ruồi như thế này, xài điện trực tiếp luôn. Các bác về sẽ cắm điện vào, thả những cái mồi thức ăn đường mật vào đây. Đấy, thì là những con ruồi nó sẽ bậu vào đây để nó sẽ kiếm đồ ăn, thì là cái máy nó sẽ quay tròn cái này, nó nhốt những con ruồi vào trong cái khe này này. Đấy. Thì là bắt ruồi rất là dễ dàng luôn các bác nha. Gọi cho nó máy bắt ruồi. Giá chỉ có 170k thôi. Đấy, giá thì rất là rẻ luôn và em sẽ hỗ trợ bao ship cho các bác luôn. Với những cái thân đèn tròn của Hucan đây này, thân đèn tròn của Hucan nó sẽ là cái hàng thân đèn chiếu xa ấy. Đây là cái thân đèn chiếu xa, nó sẽ là cái mẫu đèn như thế này. Thì là hôm nay em sẽ tặng các bác cái thân đèn này, nó cũng là hàng chân bi phổ thông và có cổng USB luôn. Thì giá nó có 170 thôi các bác nhá. Đấy, các bác đều sạc được hai sạc điện thoại đây này. Đấy, 170k. Cái này gọi cho là thân đèn tròn của Hucan nhá, nó sẽ là thân đèn chiếu xa đấy. 170k giá quá rẻ luôn.